Muốn tịch thâu binh quyền của tôi đâu phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ thánh thượng đang bị Lưu Cẩn kiềm chế, nếu mà tôi chịu trao ra binh quyền, lúc đó chắc chắn thiên hạ sẽ đại loạn. Anh nói rất đúng, nhưng mà bây giờ thánh thượng bị Lưu Cẩn kiềm chế, chúng ta nên dẫn quân đi Cần Dương mới là cách hay nhất. Tôi cũng nghĩ như anh vậy. Bây giờ được Hàng huynh và Cao huynh cho tôi biết chuyện này, tôi rất cảm ơn hai vị đã quan tâm. Vậy đô đốc đừng khách sao. Thế như vậy chúng ta nên sắp xếp trước mới được. Mày đâu? Đô đốc có chuyện gì sai khiến? Lập tức truyền tướng lãnh của ngu quân tới phòng cấp nghị sự. Dạ. Giang huynh, anh ca chúng tôi ra đây có chuyện gì không? Gia huynh, anh điều động lính mau như vậy, tôi thật là khâm phục. Cao huynh quá khen thôi. Nếu mà người của Lực Cận tới đây, chẳng khác nào từ xa vào lưng. Ngũ quân phó đại đô đốc Giang Tần tiếp chỉ. Giang Tần ngươi thật là to kìa, dám miệt thị thánh chỉ. Bọn đô đốc biết rằng thánh thượng long thể bất an, tại sao đột nhiên là hạ chỉ? Rõ ràng đây là gian kế thôi. Muốn truyền thánh chỉ giả, ép bọn đô đốc trao ra binh quyền hả? Hơn nữa hai người cũng là quan lớn trong triều đình, dám tự ý đột nhập đô đốc phủ, biết đáng tội gì không? Giang Tần, ngươi mau lập tức trao ra binh quyền thì chúng ta đi về Phúc Lĩnh. Nếu ta không trao ra binh quyền và cũng không theo hai người đi về, vậy thì sao chứ? Vì kháng thánh chỉ sẽ bị giết thẳng tay. Cao huynh, Hàng huynh, mời hai vị ra đây. Hoàng Phó Trung, Hoàng Phó Nghĩa, hai người không ngờ chúng tôi làm trước hai người hả? Hai người tự ý rồi bỏ chức phận, đã phạm tử tội. Nếu chịu theo ta đi về, may ra ta xin dùng cho hai người trước mặt hoàng thượng, xin trợ chúng tôi. Không cần nghĩ làm vậy, ta đề nghị hai người cái Lưu Cẩn ép thánh thượng hạ thêm tích chỉ, miễn tử tội cho chúng tôi, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Tội ra, bắt đầu. Dạ. Bắt họ lại. Dạ. Cũng tiên thủ. Yeah.
路不知崎岖，苍松松膝下衷心赞许。朝辞磨剑石，不加顾虑，轻提我宝剑，飞身再跨千里驹。到处惶恐争探问，问我是谁，看我傲然摘云彩，更感畏惧。天边有星，伸手要采，哪怕极疲累，远近何莫，请你记住，江山归我取。英雄流血汗，不轻浅泪，要扬长